Kính thưa quý vị, chuyển đổi số trong y tế hiện nay đang là xu hướng toàn cầu, mang lại lợi ích to lớn cho các quốc gia, giúp cải thiện chất lượng y tế, tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính hiệu quả trong việc khám chữa bệnh và đồng bộ hóa thông tin y tế. Không nằm ngoài xu hướng này, chính phủ Việt Nam cũng đang hoàn thiện tiến trình chuyển đổi số trong hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe người dân. Việt Nam là một nước có nhiều ưu thế để có thể áp dụng thành công các giải pháp y tế kỹ thuật số. Tại Tây Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã triển khai kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh viện. Bên cạnh đó cũng tăng cường bảo mật thông tin của bệnh nhân đang sử dụng dịch vụ tại bệnh viện. Công nghệ thông tin đang dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với hoạt động của ngành y tế, có thể thấy rằng công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ cho quá trình cải cách hành chính trong công tác quản lý điều hành của cơ quan quản lý, mà còn cho việc triển khai và ứng dụng thành công các kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân có bước phát triển quan trọng. Điều này đặt nền móng xây dựng nền y tế thông minh với 3 trụ cột chính là phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Người dân bước đầu được hưởng lợi từ các thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động y tế. Trong đợt dịch COVID-19, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Tây Ninh cũng đã chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng. Một trong những giải pháp quan trọng để đối phó với dịch bệnh là ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, truy vết, quản lý tiêm vaccine. Khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng Zalo và Tây Ninh Smart trên điện thoại smartphone nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân, các khu phong tỏa, giãn cách xã hội. Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, không chỉ trong đợt dịch COVID-19, mà hiện nay, bệnh viện cũng đã ứng dụng và triển khai công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Thì trong cái công nghệ thông tin, thì nó mang lại rất là nhiều cái ứng dụng. Thứ nhất là trước hết là mình thấy cái việc mà lưu trữ bằng giấy là nó giảm. Cái thứ hai là cái dữ liệu mình quản lý khám chữa bệnh nó tốt nè. Rồi các cái hoạt động thống kê về thuốc, vật tư y tế, hóa chất trong cái việc sử dụng nó cũng tốt hơn, nhanh chóng hơn. Trong nhập liệu khám chữa bệnh, thời gian tiếp đón giảm xuống, giảm cái sự ùn tắc trong khám chữa bệnh. Một cái nữa là cái phần mà bác sĩ xem cái kết quả cận lâm sàng một cách là nhanh chóng. Cái dữ liệu mà khi mà chuyển tuyến trên nó cũng nhanh hơn và chính xác hơn. Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cũng có nhiều ứng dụng như phần mềm HIS trong hệ thống quản lý khám chữa bệnh. Đây là giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện, giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực y tế. Hệ thống thứ hai là BAS, là hệ thống lưu trữ và truyền thông hình ảnh y tế như hình chụp X-quang, CT, MRI. Đây là một hệ thống mạng máy tính có cấu hình phù hợp và an toàn cho việc truyền tải thông tin liên quan đến bệnh nhân. Hệ thống LIS, đây là hệ thống trả kết quả xét nghiệm được thiết kế để hỗ trợ phòng xét nghiệm trong quản lý bệnh phẩm và kết quả. Với ưu điểm kết nối được hơn 200 loại máy xét nghiệm, kết nối ổn định với phần mềm quản lý bệnh viện HIS, LIS là một giải pháp vượt trội giúp giảm số lượng công việc hành chính của nhân viên phòng xét nghiệm, giảm thiểu rủi ro về việc nhầm ống mẫu giữa những người bệnh với nhau. Ngoài ra, việc tiếp nhận, tiếp đón khám chữa bệnh, đăng ký khám chữa bệnh qua app nhắn tin cho người bệnh về chi phí khám chữa bệnh cũng như lịch hẹn tái khám. Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượt người dân tiếp xúc và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin khoảng 20.500 lượt. Trong thời gian qua, ngành y tế đã đẩy mạnh các bước phát triển đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, khám chữa bệnh, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số ngành y tế của cả nước. Trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt vừa là xu hướng, vừa là nhu cầu của nhiều ngành nghề và trên thực tế, hiện được sử dụng khá phổ biến. Tại các bệnh viện, thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho người bệnh không còn phải xếp hàng đợi thanh toán, giảm thiểu rủi ro giao dịch tiền mặt, nhầm lẫn, thống kê, đối sót, giảm chi phí quản lý, kiểm đếm, in ấn đơn phiếu, tiết kiệm chi phí nhân lực, giúp bệnh viện quản trị hiệu quả, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh. Tích hợp với hệ thống thông tin bệnh viện hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số tại các bệnh viện. Để người dân thay đổi thói quen thanh toán, bệnh viện phải chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống khám chữa bệnh, bố trí nhân viên chuyên trách tư vấn, giải thích về lợi ích của các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đầu năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã liên kết với ngân hàng Vietcombank, VNPT, triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng ví điện tử VNPT Pay trong điều trị khám chữa bệnh.
Lĩnh vực y tế là một ngành nghề cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về bảo mật và an toàn thông tin, và rủi ro mất an toàn thông tin cũng tương tự những ngành khác, thậm chí ở quy mô lớn hơn. Vì thế, bảo vệ thông tin và dữ liệu được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh thế giới đang thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thiên về số hóa. Kết nối và chia sẻ, tránh việc mất mát những thông tin, dữ liệu khi chuyển đổi số, nhất là lĩnh vực khám chữa bệnh cần được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những năm gần đây, Bộ Y tế cũng đã có những chỉ đạo chấn chỉnh bảo mật an toàn thông tin khi liên tiếp nhận được phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc có một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh Bảo hiểm y tế để lộ tài khoản và mật khẩu truy cập cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế. Sự cố này dẫn đến việc một số cá nhân tổ chức lợi dụng để khai thác thông tin. Đáng chú ý, tài khoản của một cơ sở khám bệnh chữa bệnh có số lượng truy cập bất thường hơn 1 triệu lượt một ngày để khai thác thông tin, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình vận hành hệ thống. Các yếu tố dẫn đến mất an toàn thông tin và có thể dẫn đến nguy cơ cao khả năng bị tấn công vào các cơ sở y tế, dịch vụ khám chữa bệnh. Thứ nhất, các thiết bị y tế được kết nối mạng có rủi ro. Thứ hai, mạng lưới y tế được kết nối với nhau không an toàn. Thứ ba, thiếu đào tạo về kỹ năng an toàn thông tin. Thứ tư, mật khẩu yếu hoặc bị xâm phạm. Thứ năm, thiếu đầu tư vào an ninh mạng. Là công nghệ thông tin thì nó giúp ích rất là nhiều cho ngành y tế nói chung và đặc biệt là bệnh viện đa khoa nói riêng. Thì những cái dữ liệu mà lưu ở trên hệ thống công nghệ thông tin như là cái dữ liệu khám chữa bệnh thì đó là một cái cơ sở pháp lý mà đây là một cái dữ liệu mật. Thì công nghệ thông tin phát triển thì hiện tại sẽ có những cái đối tượng chuyên cố gắng để mà tối ưu hóa cái công nghệ này để phục vụ cho cái ý đồ xấu, mục đích xấu. Nhưng mà theo tôi thì những cái cơ quan như là ngành chức năng cũng đã, đang và sẽ có những cái biện pháp chế ngự. Đặc biệt là cái người mà sử dụng cái công nghệ này phải tuân thủ những cái biện pháp, những cái chính sách bảo mật. Công tác bảo mật an toàn thông tin trong ngành y tế nói chung, thông tin khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh nói riêng là vô cùng quan trọng. Vì thế, những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin là rất cần thiết đối với các cơ sở y tế. Các tổ chức phải đảm bảo rằng có một bản kiểm kê thích hợp về mọi thiết bị y tế được kết nối trong hệ thống mạng, đồng thời giám sát theo dõi cập nhật các bản phá lỗi cần thiết để khắc phục các sự cố lỗ hổng bảo mật. Triển khai mô hình Zero Trust Network giữa tất cả các mạng được kết nối và đảm bảo quyền truy cập với ít đặc quyền nhất vào các tài nguyên sẽ giúp tăng cường bảo mật cho các mạng lưới y tế. Đặc biệt, các tổ chức cần đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin thường xuyên cho tất cả nhân viên của mình để đảm bảo rằng người dùng cuối có được các kỹ năng cơ bản trước những mối đe dọa, chiến thuật khác nhau mà tin tặc thường sử dụng cho các cuộc tấn công lừa đảo hay kỹ nghệ xã hội. Thực hiện các chính sách mật khẩu mạnh để ngăn chặn việc sử dụng mật khẩu yếu và bảo vệ mật khẩu tránh bị xâm phạm. Trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền cho máy chủ, máy tính của cán bộ công chức viên chức của đơn vị và thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên. Sử dụng mật khẩu mạnh khi truy cập máy chủ và các hệ thống thường xuyên thay đổi mật khẩu. Thực hiện giám sát mạng, giám sát an toàn thông tin để kịp thời phát hiện xử lý các cuộc tấn công, kiểm tra và xử lý các thiết bị trong toàn bộ hệ thống mạng nếu có dấu hiệu kết nối đến các tên miền độc hại. Cập nhật bản phá lỗ hổng bảo mật cho hệ điều hành và các ứng dụng trên máy chủ, máy trạm. Thực hiện đánh giá an toàn thông tin định kỳ theo quy định. Chương trình An toàn thông tin do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chương trình này được phát sóng định kỳ vào lúc 9:40 thứ tư hàng tuần. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.